Rồi, tôi xin phép tiếp tục qua cái chuyên đề kế tiếp. Đấy là cái quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước, đó là phục vụ cho cái công. Công. Giờ tôi xin phép là giới thiệu cho các bạn một cái đơn vị tài chính cơ sở. Đó là cái tài chính doanh nghiệp. Nghiên cứu các cái mối quan hệ kinh tế nó nảy sinh tại doanh nghiệp, để thực hiện cái mục tiêu lợi ích của doanh nghiệp. Đấy. Tôi xin phép qua cái chuyên đề thứ ba là tài chính doanh nghiệp. Như nãy tôi nói là đây là cái đơn vị tài chính cơ sở mà đóng vai trò quan trọng trong cái hệ thống tài chính. Tôi muốn nói tới là phải làm sao ổn định cái tài chính cơ sở. Các doanh nghiệp có những cái điều kiện thuận lợi nhất để huy động vốn, đáp ứng cho hoạt động kinh doanh. Rồi cái trình độ quản lý sử dụng vốn tại các doanh nghiệp phải sao cho nó khoa học và có hiệu quả. Từ đó doanh nghiệp mới có cái đạt được cái mục tiêu của mình, đó là cái lợi ích kinh tế, kết quả tài chính. Từ đó mới đóng góp cho cái ngân sách nhà nước, làm cho quốc gia mới có thể phồn thịnh được. Thế do đó càng ngày các quốc gia, các chính phủ đều trở lại một vấn đề, đó là làm sao tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Đấy, làm sao để cho doanh nghiệp huy động đủ vốn đáp ứng cho hoạt động kinh doanh. Huy động đủ vốn đáp ứng cho hoạt động kinh doanh. Đấy, thì đây là một cái khâu mà tôi cho rằng là then chốt quan trọng của mọi nhà nước. Đấy, mọi nhà nước. Thế còn các cái vấn đề như là bảo hiểm, rồi các vấn đề như trung gian tài chính, ngân hàng cho vay vốn, rồi vân vân và vân vân, thì tôi cho rằng đây là những cái vấn đề hỗ trợ thôi, chứ còn thực lực vẫn là từ các doanh nghiệp. Từ các doanh nghiệp. Thế còn cái vấn đề là thị trường chứng khoán cũng vậy thôi, chẳng qua cũng là để nơi mà cho doanh nghiệp huy động vốn chung và dài hạn. Cái cốt yếu vẫn là cái sản xuất, làm sao mà cho ra nhiều cái sản phẩm hàng hóa cho xã hội, rồi làm sao có nhiều cái cung cấp cái dịch vụ tiện ích cho mọi người dân, thì cái đó mới là cái quan trọng. Một quốc gia phồn thịnh được phải là từ các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức kinh tế. Thì đây các bạn phải có cái nhận định như vậy. Thế thì gần đây nhất thì các bạn thấy là chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt Nam cũng rất quan tâm tới vấn đề doanh nghiệp. Có các mối quan hệ trong nước, nước ngoài cũng làm sao để phục vụ doanh nghiệp, phục vụ người dân. Tôi cho đây là một chủ trương cực kỳ lớn, và đây là một cái chiến lược lâu dài của Chính phủ Việt Nam mình. Làm sao mà doanh nghiệp người ta xin cấp cái giấy phép đi vào hoạt động kinh doanh nó thuận lợi dễ dàng. Làm sao người ta huy động đủ vốn trên cái thị trường tài chính, và người ta minh bạch các cái thông tin, rồi người ta tự nguyện đóng góp nghĩa vụ cho nhà nước, thì tôi cho là cái đó là cái quan trọng. Cái đó là cái quan trọng. Đôi lúc là nhà nước chúng ta cũng cần phải có những chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp, hỗ trợ ví dụ hỗ trợ về vốn, ví dụ như hỗ trợ về lãi suất, ví dụ như hỗ trợ tìm kiếm cái thị trường để làm sao cho cái sản phẩm của doanh nghiệp nó tiêu thụ được, phải không? Rồi cung cấp các cái công nghệ hay các cái phát minh sáng chế để làm sao mà doanh nghiệp người ta áp dụng đem lại cái lợi ích tốt nhất cho cái nền kinh tế, thì tôi cho rằng cái đó là cái quan trọng. Thế trên góc độ là tài chính cái doanh nghiệp ấy, thì chúng ta sẽ xem xét cái vấn đề gì, ví dụ như là hiểu như thế nào cho nó đúng về 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 tài chính doanh nghiệp. Đấy, hiểu cho nó đúng. Đấy, thế rồi cái vấn đề là doanh nghiệp tạo lập cái nguồn vốn như thế nào, rồi doanh nghiệp sử dụng cái nguồn vốn nó ra sao, và phân phối kết quả như thế nào. Đấy, đó là những cái vấn đề mà chúng ta nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp. Thế thì nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp thì các bạn sẽ có một cái bài tập, bài tập lớn. Chúng ta nghiên cứu về một doanh nghiệp cụ thể mà các bạn biết, tên, logo, biểu tượng của doanh nghiệp, rồi tình hình tài sản của doanh nghiệp, rồi doanh thu của doanh nghiệp, chi phí của doanh nghiệp, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và phân phối cái kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Thì chúng ta nghiên cứu là năm 2008, 2009, hay là 2007, 2008, 2009. Đây cũng là một cái kiến thức cần thiết cho các bạn khi nghiên cứu về doanh nghiệp. Thì gợi mở cho các bạn là các bạn có thể chọn doanh nghiệp là các bạn biết doanh nghiệp mà nó có danh tiếng, nó có trang web, nó được kiểm toán hay là nó đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thì đó là những cái công ty tốt, đó là những công ty mà nó có cái thông tin là công khai, công bằng và minh bạch. Công khai, công bằng và minh bạch. Ví dụ như là trong lĩnh vực mà bưu chính viễn thông thì các bạn có thể lựa chọn là cái công ty tập đoàn FPT. Đấy. Hoặc là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thì các bạn có thể lựa chọn cái ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, rồi ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam VietinBank đấy, rồi ngân hàng BIDV đầu tư phát triển trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong lĩnh vực mà vật liệu trang trí nội thất thì các bạn có thể xem về cái gạch Đồng Tâm. Trong cái lĩnh vực mà nổi đây cũng khá lớn đó là cái Hoàng Anh Gia Lai. Đấy, thì đó là những cái tập đoàn công ty mà các bạn có thể tìm kiếm các thông tin logo biểu tượng rất là dễ dàng, rồi các cái báo cáo tài chính được kiểm toán, rồi cái tình hình minh bạch hóa thông tin vân vân, cung cấp cái thông tin cách dễ dàng nhất cho những nhà đầu tư, cho những người nghiên cứu. Thế bên cạnh đó thì các bạn có thể tìm kiếm trên địa bàn của các bạn, ví dụ như là cái Đồng Nai thì có cái tập đoàn Tín Nghĩa đó. Tập đoàn Tín Nghĩa đó hả? Thế ở Cà Mau các bạn thì xem là có cái tập đoàn công ty nào mà các bạn cho là có cái tình hình tài chính minh bạch tốt để các bạn nghiên cứu. Ở Lâm Đồng các bạn cũng vậy. Đấy. Thì tập trung nghiên cứu về công ty thì chủ yếu là tên công ty, địa chỉ công ty, rồi hình ảnh biểu tượng của công ty, thế rồi tài sản của công ty, rồi doanh thu chi phí, lợi ích công ty đó tạo lập nguồn vốn như thế nào, rồi sử dụng nguồn vốn đó ra sao, doanh thu thế nào, chi phí thì sao, và kết quả kinh doanh thế nào, làm nghĩa vụ đóng góp nhà nước ra sao, vân vân. Đấy thì các bạn có thể làm cái bài tập lớn cho mình về cái chuyên đề này như vậy. Và các bạn lưu ý là trong chuyên đề này nếu sau này có cái câu hỏi trong cái phần thi đó thì các bạn lấy ngay cái thông tin số liệu các bạn đã tìm kiếm được trong quá trình mà các bạn học đấy, để các bạn làm cái minh chứng cho cái chuyên đề này. Như vậy là giữa vấn đề lý luận và thực tiễn của chúng ta là nó gắn kết với nhau cho nó không có xa rời. Đấy, về cái cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp hiện nay thì như thế nào, thì tôi trình bày thế nào thì dưới thực tế người ta cũng làm đúng như vậy. Rồi về chuẩn mực về kế toán kiểm toán, cơ chế quản lý tài chính tại Việt Nam theo chuẩn quốc tế là theo cái Việt Nam như thế nào thì nó cũng đúng như vậy, không có gì khác. Đấy. Thế chuyên đề này chúng ta sẽ xem xét kết cấu là khái niệm về tài chính doanh nghiệp, về vai trò tài chính doanh nghiệp, về vốn, nguồn vốn của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ được hiểu cái khái niệm vốn, hay nói khác đi là về cái tài sản của doanh nghiệp, nguồn vốn, hay là nói là cái nguồn tạo lập cái nguồn vốn của doanh nghiệp. Rồi chúng ta được nghiên cứu là doanh thu, rồi chi phí, lợi ích tại một cái doanh nghiệp. Và cái bài tập lớn của chúng ta đây đó là cái doanh nghiệp cụ thể mà các bạn lựa chọn. Các bạn có thể lựa chọn các cái doanh nghiệp tôi mới giới thiệu, các bạn có thể lựa chọn là cái doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Đấy. Thế ở đây trước khi đi vào cái doanh nghiệp ấy thì tôi nói trước cho các bạn ấy là cái mỗi doanh nghiệp thì nó có một cái cơ chế quản lý tài chính riêng, về cái quản lý về tài sản, về nguồn vốn, rồi sử dụng vốn, rồi kết quả kinh doanh sao nó riêng. Thì hiện nay chúng ta có các cái loại hình doanh nghiệp như thế này này. Thứ nhất là doanh nghiệp 100% vốn của nhà nước, hay người ta gọi là cái doanh nghiệp nhà nước. Thì vấn đề tạo lập cái nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn, quản lý tài sản, phân phối kết quả tại doanh nghiệp này nó khác. Một cái loại hình doanh nghiệp thứ hai người ta gọi là cái doanh nghiệp như dạng là công ty cổ phần. Thì cái vốn là do là vốn được chia ra nhiều phần bằng nhau,
mà do các cái cổ đông người ta đóng góp, hình thành lên cái vốn điều lệ đó. Thế thì vấn đề là quản lý về tài sản, về doanh thu, chi phí và phân phối kết quả nó sẽ khác đối với cái doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đấy. Một cái loại hình doanh nghiệp thứ ba nữa các bạn biết, đó là cái doanh nghiệp liên doanh. Nhưng một bên là đối tác Việt Nam, một bên là đối tác nước ngoài. Và cái vấn đề là tất cả cái quản lý về tài sản, doanh thu, chi phí, phân phối kết quả là theo cái hợp đồng liên doanh giữa hai bên. Đó. Hai bên khi mà liên kết với nhau thì có cam kết trên một cái hợp đồng. Và trong đó có cái cam kết về vấn đề tài chính. Về bên Việt Nam, đối tác Việt Nam góp bao nhiêu phần trăm hình thành cái vốn trong liên doanh này. Bên phía đối tác nước ngoài bao nhiêu phần trăm hình thành vốn liên doanh này. Rồi vấn đề quản lý điều hành cái doanh nghiệp liên doanh này ra sao. Thế rồi vấn đề là doanh thu, chi phí, rồi phân phối kết quả cho các bên sau khi đã làm nghĩa vụ đóng góp nhà nước như thế nào, thì nó sẽ khác với cả doanh nghiệp cổ phần, khác với cả cái doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đấy. Thế rồi một cái doanh nghiệp nữa, đó là một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Thế 100% vốn nước ngoài thì chắc chắn là về cái cơ chế tài chính của họ phải khác các cái doanh nghiệp tôi mới kể trên, khác với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, khác với doanh nghiệp liên doanh, khác với công ty cổ phần. Doanh nghiệp đang 100% vốn nước ngoài mà, không, để chịu sự điều chỉnh với cái luật đầu tư nước ngoài. Thế tuy nhiên về cái cơ chế quản lý tài chính thì đồng ý cho ông quản lý tài sản của ông phản ánh ghi chép theo cái chuẩn mực kế toán kiểm toán của bên ông, nhưng phải có một cái hệ thống cơ chế kiểm soát bằng đồng Việt Nam, bản ánh trên các tài sản vân vân bằng đồng Việt Nam, và phải theo cái chuẩn mực về cái cơ chế quản lý tài chính của Việt Nam, chứ không phải là ông nói là ông 100% vốn nước ngoài là ông quản lý theo cái chuẩn mực về kế toán tài chính của nước ông đâu. Việt Nam mình theo luật đầu tư nước ngoài cho phép quản lý theo cái công ty mẹ hay là theo cái tập đoàn của bên nước họ, theo cái chuẩn mực kế toán tài chính kiểm toán của họ, nhưng phải phản ánh qua cái đồng Việt Nam và quản lý theo cái sổ sách chứng từ, quản lý theo đúng cái yêu cầu quy định của Việt Nam chúng ta hiện tại, để tiện việc trong vấn đề kiểm tra kiểm soát đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài này. Thì không chỉ Việt Nam ta đâu, mà doanh nghiệp Việt Nam ta ra nước ngoài cũng phải thế cơ mà. Ngoài vấn đề quản lý theo cái mẫu biểu báo cáo tài chính kế toán của Việt Nam, thì doanh nghiệp Việt Nam ta cũng vẫn phải phản ánh về cái thủ tục, các cái mẫu biểu, các cái đấy, theo đúng theo cái quản lý của họ, chứ chúng ta đâu có chỉ làm riêng theo của chúng ta được. Đấy. Thế do đó một cái doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì quản lý tài sản, doanh thu, chi phí và phân phối kết quả nó theo cái đúng theo cái loại doanh nghiệp này. Ngoài ra nữa thì chúng ta còn có một cái doanh nghiệp tư nhân. Tư nhân nghĩa là tư nhân bỏ vốn ra để thành doanh nghiệp ấy. Thế rồi vấn đề tạo lập nguồn vốn, vấn đề sử dụng vốn, rồi vấn đề phân phối kết quả đóng góp cho nhà nước rồi để lại doanh nghiệp là hoàn toàn do cái nhà tư nhân này hay là một nhóm nhà tư nhân ta bỏ ra là người ta làm vấn đề này. Đấy, thế thì ở đây tôi muốn nói là tài chính các doanh nghiệp thì mỗi cái loại hình doanh nghiệp nó có cách thức huy động nguồn vốn riêng, có cơ chế quản lý tài sản, tiền vốn riêng, phân phối kết quả riêng, chứ không phải nói tài chính doanh nghiệp là nhất nhất tất cả như vậy. Đấy, ví dụ như trong cái luật doanh nghiệp của chúng ta nha, thì có nói là luật doanh nghiệp, nhưng mà luật doanh nghiệp điều chỉnh doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, luật doanh nghiệp điều chỉnh cái công ty cổ phần, luật doanh nghiệp điều chỉnh cái doanh nghiệp liên doanh, hay là luật doanh nghiệp ta điều chỉnh cái công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đấy, vân 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 đấy. Thì ở đây tôi muốn nói là cái tài chính các doanh nghiệp, nghĩa là đây mình học vấn đề lý luận là chung nhất, nhưng mà phải khi chúng ta nghiên cứu thì chúng ta phải phù hợp với cả từng cái loại hình doanh nghiệp. Thế do cái bài tập này thì có thể là bạn lựa chọn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hay là doanh nghiệp quốc doanh đấy, doanh nghiệp nhà nước ấy, bạn có thể lựa chọn là doanh nghiệp dưới hình thức là công ty cổ phần, bạn có thể là chọn cái doanh nghiệp liên doanh để nghiên cứu, hoặc 100% vốn nước ngoài, hoặc là doanh nghiệp tư nhân để các bạn hoàn tất cái đề tài này. Đấy.
Thì đấy là cái chuyên đề này thì tôi muốn các bạn học và làm việc với cái tinh thần như thế, nha, tinh thần như vậy. Ở đây muốn nói tới cái doanh nghiệp á, về bản chất ấy thì tài chính doanh nghiệp là hệ thống các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính gắn liền với việc tạo lập và sử dụng cái vốn quỹ tiền tệ phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy là hệ thống các mối quan hệ kinh tế gắn liền với việc tạo lập sử dụng vốn quỹ tiền tệ tại doanh nghiệp à, để đáp ứng cho cái yêu cầu mục tiêu của doanh nghiệp. Các bạn biết là doanh nghiệp ấy là hoạt động thì hướng tới hai cái mục tiêu quan trọng. Các bạn biết mục tiêu gì không? Theo các bạn, mục tiêu là lợi nhuận với cả cái mục tiêu tồn tại và phát triển doanh nghiệp. À, trong tương lai thì theo các bạn cái mục tiêu nào là quan trọng hơn? Trong hai mục tiêu mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phải đạt được hai mục tiêu đó. Mục tiêu thứ nhất đó là mục tiêu lợi nhuận. Mục tiêu thứ hai đó là mục tiêu tồn tại và phát triển doanh nghiệp. À, tồn tại và phát triển doanh nghiệp trong tương lai. Đây là hai cái mục tiêu cơ bản, trọng yếu, quan trọng của doanh nghiệp. Thế thì theo các bạn này, các bạn nhắm tới cái mục tiêu nào là số 1, mục tiêu nào là số 2? Nhờ mời các bạn cho ý kiến. Theo các bạn thì cái có hai mục tiêu đó thì mục tiêu nào là số 1, mục tiêu nào là số 2? Alo, thế lâu đang À, mời bạn. gọi ý kiến ạ. Thế em thì mục tiêu lợi nhuận là mục tiêu số 1 ạ. Vâng, đồng ý là mục tiêu lợi nhuận là quan trọng rồi. Nhưng mà tại sao bạn cho là nó quan trọng nhất? Tại sao bạn cho nó là quan trọng nhất? Còn Bởi vì là thành lập doanh nghiệp thì tìm kiếm lợi nhuận, mà lợi nhuận thì có lợi nhuận thì mới tồn tại và phát triển được. nghĩa là có Nếu lợi không có nhuận. lợi nhuận thì nếu mà doanh nghiệp không có lợi nhuận thì chắc là À đấy, thì đây cũng là một cái vấn đề trao đổi. À, cảm ơn bạn, đúng không? Thế thì ở đây muốn nói tới vấn đề là cái tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, về cái xu hướng lâu dài, xu hướng phát triển. À, đó là cái sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Cái đây là cái mục tiêu mà số 1, mà mục tiêu lâu dài, mục tiêu quan trọng. Thế khi mà bạn mà tồn tại phát triển doanh nghiệp vững vàng rồi thì chắc chắn vấn đề là kết quả hoạt động kinh doanh của các bạn sẽ tốt. Đấy, các bạn sẽ đóng góp nhà nước nhiều. Và các bạn ấy có điều kiện để các bạn tích lũy rồi các bạn lại tiếp tục phát triển, mở mang cái hoạt động kinh doanh. Đấy. Thậm chí là những cái năm đầu đi vào hoạt động các bạn chấp nhận lỗ. À, không có lãi để các bạn đầu tư cho cái gì lớn lao hơn, đó là ví dụ như là logo biểu tượng công ty, rồi sản phẩm công ty, rồi chất lượng, rồi quảng cáo giới thiệu, đủ chuyện đấy cả, để làm sao có cái sự tồn tại bền vững phát triển doanh nghiệp trong tương lai. Đấy, thế thì theo nhiều chuyên gia nghiên cứu cho rằng là cái vấn đề tồn tại phát triển doanh nghiệp nó mới là vấn đề quan trọng. À, chiến lược lâu dài phải là sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Đấy. Thế còn cái thứ hai đó là lợi nhuận, thì hiển nhiên là doanh nghiệp hoạt động phải có lợi nhuận, đây là mục tiêu của doanh nghiệp. À, nhưng mà so với cái tồn tại phát triển thì nó ở cái dạng thấp hơn. À, tôi cho thấp hơn. À, chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nhắm tới cái mục tiêu là lợi nhuận thôi á, thì tôi nghĩ là nhiều khi chúng ta tìm kiếm lợi nhuận mà trong ngắn hạn, đôi lúc là chúng ta không có những cái tầm nhìn, cái chiến lược phát triển trong tương lai về công ty của chúng ta. Ngay như tôi nói các bạn là các bạn đặt tên công ty thôi nha. Các bạn đặt tên công ty thôi. Các bạn phải cố gắng là tham khảo anh em bạn bè, bà con, cô bác, chú gì để xem là cái tên công ty đó nó như thế nào. Nó có phát triển trong tương lai hay không? À, cái tên công ty đó nó phải gắn liền với mình, gắn liền với cuộc sống của mình, gắn liền với cả bà con, dòng tộc mình, gắn liền với cả cái sản phẩm, cái tên gọi, cái logo của mình. Thậm chí là đời chúng ta mà còn phải nghĩ tới đời con cháu sau này, cái tên nó vẫn có,
Đấy, phải như thế thì cái doanh nghiệp nó mới tồn tại, nó phát triển. Đấy, đấy thì theo tôi nghĩ là cái sự tồn tại phát triển doanh nghiệp trong tương lai nó mới là quan trọng. Anh muốn có lợi nhuận anh phải thắng trong cạnh tranh. Thế đó đó nè. Đấy. Anh muốn đạt được cái kết quả tài chính tốt thì anh phải thắng trong cạnh tranh. Các bạn biết là một cái doanh nghiệp tạo ra một sản phẩm hàng hóa chịu sự cạnh tranh rất là mạnh mẽ trên thị trường, nhất là cái thị trường phát triển. Kiếm tiền trong cái nền tới thị trường phát triển cực khó đấy các bạn. Không biết là các bạn suy nghĩ như nào, tôi cho là cái vấn đề là học hành hay cái vấn đề này, vấn đề kia, ứng xử xã hội nó cũng hơi khó. Nhưng mà nó chưa khó bằng cái vấn đề là tìm kiếm cái tiền bạc trong cái nền tới thị trường, tìm kiếm lợi ích trên thị trường. Thế muốn có được là chúng ta phải chú tâm, chúng ta phải bỏ rất nhiều công sức và chúng ta phải trau chuốt cái nghề nghiệp của mình. Cực khó lắm, làm ra tiền là cực khó chứ không phải dễ dàng. Thế đó tôi nghĩ là một vấn đề như vậy, phải không? Không biết là quan điểm của bạn như thế nào, chứ tôi cho là trong gia đình thôi, ai mà kiếm được tiền mà hợp lý hợp pháp đó là người đó rất giỏi. Một cái doanh nghiệp mà tìm kiếm lợi nhuận được trên cái thị trường này tôi cho cũng là một cái điều cực kỳ là khâm phục, nhất là chúng ta kiếm tiền cho chúng ta còn đóng góp nghĩa vụ nhà nước, chúng ta còn có tiền để là chăm sóc các cháu bé chơi cơ nhỡ, chăm sóc người nghèo, thì những người mà khó có điều kiện như chúng ta thì tôi cho là cái đó mới cực khó, phải không? Không biết các bạn suy nghĩ như thế nào, tôi nghĩ đúng là như vậy. Đấy. Thế thì cái bài tập của các bạn sẽ làm về cái tài chính doanh nghiệp, đó là cái tên, địa chỉ, liên hệ của doanh nghiệp, những nhà quản trị điều hành công ty hay doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, rồi doanh nghiệp tạo lập nguồn vốn kinh doanh như thế nào, rồi sử dụng nguồn vốn tiết kiệm hiệu quả như ra sao, rồi doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh, và phân phối kết quả tài chính, các cái chính sách khác của doanh nghiệp. Đấy. Thì đây là cái bài tập lớn mà tôi đặt ra để cho các bạn sinh viên chính quy tập trung, cũng như các bạn đào tạo từ xa nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp. Chúng ta phải có nghiên cứu rất là cụ thể, thực tế về một doanh nghiệp. Đấy. Thế thì không biết là ở dưới các bạn có gặp khó khăn gì khi nghiên cứu cái bài tập lớn này hay không? Mời các bạn cho biết ý kiến. Mời các bạn cho tôi biết ý kiến về cái bài tập này. Và sau này nếu mà chúng ta có cái đề thi hay là có vấn đề gì liên quan tới doanh nghiệp thì chắc chắn là chúng ta lấy cái thực tế này ra để chúng ta nói, để chúng ta trình bày. Đấy. Nào Thế lớp Lâm Đồng có ý kiến à? rồi mời bạn. Thì bài tập thì em thấy cái mục 2 là những nhà quản trị thì thầy nói rõ cái điều này để bọn em biết từ đây thì làm để hiểu cái thật. Rồi bạn ơi, thông thường ấy là trên cái trang web của cái công ty đó thì nó có cái cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của công ty, thì nó có cái danh sách đấy, danh sách ví dụ như là ông chủ tịch hội đồng quản trị, rồi thành viên hội đồng quản trị, rồi ông tổng giám đốc ha, rồi trưởng ban kiểm soát vân vân đấy ha, đấy hoặc là các cái chi nhánh vân vân. Rồi các bạn có ý kiến gì thêm không ạ? Như vậy là tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về một doanh nghiệp. Các bạn có thể tìm hiểu cái doanh nghiệp mà nổi tiếng thì nó có trên cái trang web ha. Rồi có thể doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thì nó cũng có thông tin từ công ty này. Rồi các bạn có thể tìm kiếm cái công ty và doanh nghiệp mà các bạn đang làm chẳng hạn. Ngay các bạn là cán bộ nhân viên công ty đó, nhân viên công ty đó thì hiển nhiên các bạn sẽ rất hiểu về cái công ty của mình. Rồi các bạn có thể lấy thông tin số liệu được. Đấy. Còn nếu mà các bạn mà có gặp khó khăn nữa thì có thể thông qua người thân của các bạn để mà tìm hiểu về một cái công ty mà người thân của các bạn đang làm. Đấy, đang làm. Thế còn bạn nào mà có đang làm chủ một cái doanh nghiệp của chính mình thì cũng có thể làm được. Đây là những cái bài tập mà mang chất là người thực việc thực, liên quan tới cái
chuyên đại học của chúng ta. Nào các bạn có câu hỏi gì nữa không? Alo, thầy Lâm Đông có câu hỏi. Vâng, mời bạn. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi là các chính sách khác là những chính sách nào vậy ạ? À, ví dụ như chính sách khen thưởng vật chất đối với người lao động á, rồi chính sách mà tuyển dụng nhân tài hay là thi đua gì đó, đấy, hoặc là cái đào tạo huấn luyện gì đó của công ty đấy, ý là như vậy. Hay là các cái chính sách do cái công đoàn đưa ra, ví dụ như là nhà tình thương tình nghĩa gì đó, để chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng gì đó, hay là giao lưu gặp gỡ các cái doanh nghiệp vân vân đó, thì nói chung đó là những cái chính sách khác ngoài cái chính sách tài chính. Về tài chính doanh nghiệp á, thì chúng ta quan tâm tới cái nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, nghĩa là doanh nghiệp huy động các nguồn vốn nào để đưa vào hoạt động kinh doanh. Và vấn đề nghiên cứu tài chính doanh nghiệp thì chúng ta xem là doanh nghiệp trang trải cái sử dụng cái nguồn vốn nó như thế nào, nguồn tài chính như thế nào, nên các cái tài sản, ví dụ như tài sản cố định, rồi tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, và các cái công cụ dụng cụ đấy. Và cái vấn đề cấu trúc về các cái tài sản, cấu trúc về cái nguồn vốn trong cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp như thế nào đấy, thì đó là cái phần trình bày của tôi. Đầu tiên nhất thì muốn nói tới cái sử dụng vốn của doanh nghiệp, nói sử dụng vốn của doanh nghiệp, hay nói khác đi là doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp phải đầu tư mua sắm những cái tài sản gì đấy, là chuyên môn thì người ta gọi là cái tài sản gì. Thế thì trên góc độ chuyên môn tài chính ấy, thì trong cái tài sản của doanh nghiệp ấy, thì nó có cái tài sản cố định, ví dụ như nhà cửa, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển đấy, vườn cây lâu năm, hay là các cái súc vật cày kéo, súc vật cho sản phẩm vân vân. Thì tất cả những cái đó người ta gọi là tài sản cố định. Thế còn những cái tài sản mà nó mang chất là ngắn hạn hay là cái giá trị nó nhỏ đó, thì người ta gọi nó là cái tài sản lưu động. Tài sản lưu động. Rồi các cái công cụ, các cái dụng cụ, công cụ dụng cụ phục vụ cho cái hoạt động của doanh nghiệp. Thì cái tài sản đó nó mang chất là giá trị thấp hơn, rồi là cái thời gian sử dụng nó ngắn hơn. Đấy. Và một cái tài sản nữa mà trong doanh nghiệp hiện nay thường có, đó là các cái tài sản dưới dạng như là các cái giấy tờ có giá, ví dụ như là cổ phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ, trái phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ, và thậm chí là ngoại tệ doanh nghiệp đang nắm giữ, hay là vàng, hay một số các tài sản khác doanh nghiệp đang nắm giữ. Đấy. Đặc biệt là trong cái công ty cổ phần ấy, còn có cái một bộ phận người ta gọi là cổ phiếu quỹ nữa. Thế đây tôi muốn nói cái tài sản của doanh nghiệp không chỉ là tài sản dưới dạng là tài sản cố định, nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển. Tôi còn nói tới cái tài sản mà nó mang chất là không có hình ảnh vật chất, người ta gọi là tài sản cố định vô hình. Ví dụ như là giá trị quyền sử dụng đất, rồi nhãn hiệu thương mại, rồi là cái đặc quyền khai thác, vân vân. Tất cả những tài sản nó có cái giá trị rất lớn, nhưng mà nó không có hình ảnh vật chất, chúng ta không có thể thấy được. Đấy, thì nó khác với cái tài sản cố định hữu hình, nó là chỗ đó, nó chỉ thuần túy phản ánh về giá trị thôi. Nó có giá trị rất lớn, là nó cũng là cần thiết cho cái hoạt động kinh doanh. Ví dụ như quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất, hay là cái nhãn mác, trademark đấy, hoặc là cái phát minh sáng chế, sáng chế. Chúng ta có một cái phát minh cải tiến gì đó mà chúng ta đưa vào sản xuất, chúng ta phải mua với một cái giá trị rất lớn, và chúng ta cũng phải tính toán thu hồi dần cái khoản đó. Ở đây tôi muốn nói đó là các cái tài sản cố định vô hình, bên cạnh những tài sản cố định hữu hình. Ngoài ra thì còn có các cái tài sản mang chất ngắn hạn, người ta gọi là tài sản lưu động, các công cụ, các dụng cụ, như các bạn đã thấy là thường có tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có một cái loại nữa, người ta gọi là cái giấy tờ có giá, dưới dạng là cổ phiếu, trái phiếu chính phủ. Rồi công ty cổ phần thì nó còn có cái cổ phiếu quỹ nữa, nó cũng là một cái tài sản ngay tại cái doanh nghiệp của mình. Thế bây giờ để chúng ta hiểu đầy đủ các vấn đề liên quan tới tài sản cố định là gì,
tài sản cố định hữu hình, tài sản vô hình, rồi tài sản lưu động, vân vân. Thì tất cả những cái đó người ta gọi nó là cái sử dụng vốn, sử dụng vốn tại cái doanh nghiệp. Cái tài sản cố định ấy thì chúng ta hiểu như thế nào? Chắc chắn là nó có cái giá trị lớn rồi. Lớn ở đây là theo cái quy định của Việt Nam, nó phải lớn hơn 10 triệu đồng Việt Nam. Thời gian sử dụng nó phải là sử dụng dài. Và chúng ta bỏ vốn ra một lần, nhưng mà chúng ta thu hồi không phải là chúng ta thu hồi là một lần luôn, mà chúng ta sẽ thu hồi dần dần và thu hồi lại theo cái mức độ hao mòn, theo cái mức độ mà chúng ta tính chuyển vào trong cái giá thành sản phẩm. Và khi tiêu thụ sản phẩm, chúng ta thu hồi từng phần thôi. Thì những cái tài sản nào mà nó có cái đặc tính như thế thì chúng ta gọi nó là tài sản cố định. Thế trên cái slide các bạn sẽ thấy là tài sản cố định là có cái thời gian sử dụng dài, giá trị nó lớn, dài đây đó là trên một năm đấy các bạn. Giá trị lớn này lớn hơn 10 triệu đồng Việt Nam theo quy định hiện hành. Và cái chuyển dịch giá trị của nó thì chuyển dịch từng phần, và thu hồi cái giá trị đầu tư đó cũng là từng phần theo cái mức độ hao mòn. Theo cái mức độ hao mòn. Thì những cái đặc điểm đó, đó là một cái tài sản cố định. Mà quản lý tài sản cố định chắc chắn nó khác với cả các cái quản lý khác. Ví dụ như các bạn mua về, các bạn phải có cái thông số kỹ thuật, rồi các bạn phải có cái tính năng công dụng, rồi các bạn phải vào cái sổ theo dõi tài sản cố định, hay là thẻ theo dõi tài sản cố định, bắt đầu đưa vào ngày nào, là cái công suất thiết kế là bao nhiêu, công suất thiết kế kỹ thuật là bao nhiêu, rồi cái công suất đang sử dụng là bao nhiêu, rồi thời gian sử dụng là bao nhiêu năm, rồi mỗi năm mức độ hao mòn nó như thế nào, thế rồi duy tu bảo dưỡng bảo trì hàng năm như thế nào, thì đều phải phản ánh trong cái sổ theo dõi về tài sản cố định. Đấy, thì đây là một cái tài sản cố định nó mang chất đặc thù, chính vì vậy mà chúng ta phải quản lý riêng, chúng ta phải quản lý nó mang chất đặc điểm, đúng theo cái đặc điểm của nó. Thế rồi cái tài sản cố định hữu hình ở đây các bạn hiểu đó là đất đai, rồi nhà cửa, vật kiến trúc, rồi máy móc thiết bị, phương tiện làm việc, vườn cây lâu năm, súc vật làm việc, vân vân, súc vật cho sản phẩm cho con gì đó. Đây là một số các cái tài sản cố định mà người ta gọi nó là cái tài sản cố định hữu hình, tài sản hữu hình mà chúng ta có thể nhận thấy được. Và những cái tài sản này chắc chắn là nó có cái giá trị lớn, thời gian sử dụng nó dài, và chúng ta sẽ thu hồi cái vốn nó là từng phần một. Thì đó là cái tài sản cố định hữu hình. Ngoài ra thì nó còn có các cái tài sản cố định vô hình, như trên bảng các bạn thấy đó, thì nó có là cái tài sản cố định dưới dạng như là giá trị quyền sử dụng đất. Nếu các bạn có một cái quyền sử dụng đất ổn định lâu dài 20 năm, 50 năm theo cái giao quyền sử dụng đất của nhà nước ấy, thì các bạn phải tốn kém rất nhiều cái chi phí để có cái vấn đề này. Và tổng toàn bộ cái giá trị mà chúng ta có quyền sử dụng đất đó thì nó cũng là cái giá trị của cái tài sản cố định này. Về cái nhãn hiệu thương mại, các bạn có một cái nhãn hiệu thương mại, các bạn đăng ký bản quyền để có cái nhãn hiệu thương mại đó thì cũng tốn kém rất nhiều chi phí về quảng cáo giới thiệu, để có sản phẩm xin cái cục quản lý chất lượng, rồi cục về cái khoa học công nghệ Việt Nam để các bạn có một cái bản quyền về cái nhãn hiệu đó, thì nó cũng tốn kém rất nhiều chi phí. Toàn bộ cái giá trị đó nó cũng được là thu hồi dần dần từng phần. Rồi cái đặc quyền khai thác hay cái lợi thế thương mại, thì tất cả những cái đó người ta gọi nó là cái tài sản cố định vô hình. Thế thì tài sản cố định vô hình nó khác gì với cả tài sản cố định hữu hình? Nó không có nền vật chất. Không có nền vật chất thì chắc chắn nó sẽ không có những khoản như là chi phí về sửa chữa, rồi thay thế, rồi là duy trì bảo dưỡng, chắc chắn là không có. Chắc chắn không có. So với các cái tài sản cố định hữu hình mà chúng ta đã nói ở trên. Một cái tài sản nữa người ta gọi là cái tài sản dưới cái dạng là đầu tư, nhưng mà đầu tư đây là đầu tư vào các cái chứng khoán, ví dụ đầu tư vào chứng khoán của chính phủ, đầu tư chứng khoán công ty hay góp vốn liên doanh. Tất cả những cái giá trị tài sản này nó cũng rất là lớn, và đây nó cũng phản ánh cái sử dụng vốn của doanh nghiệp. Ngoài vấn đề trang trải lên các cái tài sản cố định hữu hình, tài sản vô hình, thì nguồn tài chính của doanh nghiệp còn được sử dụng trong vấn đề lĩnh vực đầu tư. Ở đây gọi người ta là đầu tư vào chứng khoán, hoạt động đầu tư vào chứng khoán, hay người ta còn gọi là đầu tư tài chính. Hiện nay thì các cái
doanh nghiệp thì người ta có cái do cái thị trường tài chính của chúng ta nó phát triển mà, thế chính bởi các doanh nghiệp ngoài cái hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp còn có thể tổ chức ra một bộ phận, người ta gọi là cái bộ phận đầu tư tài chính. Đầu tư tài chính ở đây đó là cái bộ phận này là nghiên cứu thị trường rồi xem xét nên là đầu tư vào trái phiếu của chính phủ hay là đầu tư vào cổ phiếu của một công ty nào đó để hưởng cái lợi tức, để hưởng cái lãi suất từ cái trái phiếu. Bên cạnh đó thì cái khoản tiền vốn nhàn rỗi mà chưa đưa vào sử dụng trong hoạt động kinh doanh ấy thì doanh nghiệp có thể là làm cái gì, có thể là gửi vào ngân hàng để hưởng cái lãi suất, hoặc có thể là đầu tư trên cái thị trường vàng hoặc đầu tư trên cái thị trường ngoại tệ để mang lại cái lợi ích. Tất cả những cái đầu tư đó người ta gọi là đầu tư tài chính. Mà theo nhận định của các chuyên gia thì cái hoạt động này bắt đầu phát triển ở Việt Nam, và đây cũng là một cái nguồn thu cơ bản trong cái hoạt động kinh doanh của các cái công ty, của các cái doanh nghiệp. Đấy, thì các bạn hiểu cái đầu tư nó là như vậy, hiểu cái đầu tư tài chính nó là như vậy, đầu tư vào chứng khoán của chính phủ, đầu tư vào chứng khoán của công ty, hoặc là góp vốn liên doanh ra bên ngoài công ty, ngoài doanh nghiệp, thì đó người ta gọi là cái hoạt động đầu tư tài chính. Và đây cũng là một cái hoạt động sử dụng vốn, nguồn tài chính của công ty, của doanh nghiệp. Hay người ta nếu mà trên cái báo cáo tài chính, trên cái bảng cân đối tài sản công ty đấy, thì người ta phản ánh là cái mục đó là tài sản cố định và đầu tư dài hạn, hay là tài sản cố định và đầu tư tài chính, thì đều là cái nội dung tôi đang nói. Tôi đang nói một cái tài sản thứ hai mà không thể thiếu tại các cái doanh nghiệp, đó là cái tài sản lưu động. Tài sản lưu động và cái đầu tư ngắn hạn. Cái tài sản lưu động thì nó khác gì với cả tài sản cố định với đầu tư dài hạn? Thì chắc chắn là nó khác ở mấy cái điểm. Ví dụ như là nó luôn thay đổi cái hình thái trong cái hoạt động kinh doanh, rồi nó chỉ tham gia một cái chu kỳ kinh doanh mà thôi, và nó chuyển dịch cái giá trị một lần và thu hồi ngay khi mà tiêu thụ sản phẩm. Cái thời gian sử dụng nó là nó gắn liền với một cái chu kỳ kinh doanh, có thể là chu kỳ chế tạo ra sản phẩm. Đấy, nó gắn liền với một cái chu trình kinh tế tại một cái doanh nghiệp. Đấy, thì mang chất là ngắn hạn. Và cái giá trị của nó thì cũng không phải là lớn như là cái tài sản cố định. Và cái nó luôn biến đổi cái hình thái trong cái hoạt động kinh doanh. Và cái đặc tính của cái tài sản lưu động này là nó có thể tính hết vào trong cái giá thành sản phẩm, và nó thu hồi một lần khi mà tiêu thụ sản phẩm. Thì đây cũng là một cái đặc điểm mà các bạn có thể phân biệt nó với cả cái tài sản cố định. Thế như vậy là hai cái tài sản này nó khác nhau. Đấy, chúng ta cũng phải quản lý nó khác nhau, chứ chúng ta không thể quản lý nó giống nhau được, phải không? Đấy. Thì đó là ví dụ như tôi nói là một vấn đề, ví dụ như là sản xuất ra một sản phẩm, thì khi các bạn định mức tiêu hao cái sản phẩm đó, nó là bao nhiêu kg nguyên vật liệu chính, bao nhiêu kg nguyên vật liệu phụ, thế rồi đơn giá là nguyên vật liệu chính, đơn giá nguyên vật liệu phụ như thế nào, thì đó chúng ta quản lý theo cái kiểu như vậy để chúng ta tính vào trong giá thành sản phẩm, và chúng ta sẽ thu hồi toàn bộ một lần khi mà chúng ta tiêu thụ sản phẩm. Nên nó khác với cả cái tài sản cố định là ở chỗ này. Tài sản cố định các bạn thu hồi dần dần từng phần theo cái mức độ hao mòn thôi, nhưng mà còn tài sản lưu động thì nó sẽ thu hồi từng phần, nó thu hồi toàn bộ khi mà tiêu thụ sản phẩm. Đây là cái điểm mà khác biệt cơ bản giữa cái tài sản cố định và cái tài sản lưu động mà chúng ta đang nói ở đây. Tài sản lưu động ở đây thì các bạn hiểu nó là gì? Nó là tiền, nó là tiền. Nó đây là các cái khoản mà tiền gửi, nó mang chất ngắn hạn, đây dạng như là trang trải trên cái tài sản dưới dạng là tiền mặt, hay tiền gửi. Tiền gửi đây các bạn lưu ý đó là tiền gửi tại các cái tổ chức tín dụng đấy, ví dụ như ngân hàng đấy, ngân hàng thương mại. Rồi cái giấy tờ có giá ngắn hạn. Đấy, như vậy là các bạn sẽ hiểu nó rộng rãi ra, rộng hơn. Thế rồi các cái khoản phải thu, rồi hàng trong kho, nguyên nhiên vật liệu, sản phẩm làm dở, vân vân. Đấy, thì đây người ta gọi nó là các cái tài sản lưu động và những cái khoản và đầu tư ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn của cái doanh nghiệp. Đấy, như vậy là nãy giờ tôi đã nói với các bạn là cái nguồn tài chính của công ty, nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của công ty nó được trang trải lên cái tài sản cố định, được trang trải lên cái tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn. Và hai cái loại tài sản này nó rất là khác biệt nhau, và cái quản lý nó cũng khác, từ vốn đầu tư cho tới
tính toán để mà thu hồi, rồi vấn đề quản lý hàng ngày thì nó khác nhau, khác nhau. Đấy, thì tôi lưu ý các bạn để các bạn rõ là như vậy. Một vấn đề thứ hai nói tới vấn đề nguồn vốn, nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn của doanh nghiệp. Thế thì cái nguồn vốn của doanh nghiệp thì nó được hình thành từ những nguồn nào? Nguồn vốn của doanh nghiệp nó hình thành từ những nguồn nào? Thì tùy theo cái loại hình doanh nghiệp, như hồi sáng tôi nói đó, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hay là doanh nghiệp liên doanh, hay là doanh nghiệp dưới hình thức là công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì mỗi cái loại hình doanh nghiệp thì nó có cái hình thức tạo lập cái nguồn vốn ban đầu và tạo lập cái nguồn vốn bổ sung khác nhau, khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là cái doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ấy, gọi là cái doanh nghiệp quốc doanh ấy, thì nguồn vốn ban đầu đó là vốn do ngân sách nước cấp hoặc là vốn ngân sách nước chuyển toàn bộ để hình thành xác lập cái quyền sở hữu của nhà nước tại cái doanh nghiệp đó. Đấy. Thế còn cái công ty cổ phần ấy, thì cái nguồn vốn mà ban đầu để đi vào hoạt động công ty đó là cái nguồn vốn do các cổ đông đóng góp bằng hình thức là mua cổ phần cổ phiếu của công ty. Thế còn cái công ty 100% vốn nước ngoài thì đó là cái vốn ở bên nước ngoài để chuyển về để ta thành lập cái công ty. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái nguồn vốn của doanh nghiệp thì tùy theo cái loại hình doanh nghiệp mà có cái cách thức tạo lập huy động cái nguồn vốn khác nhau. Nguồn vốn khác nhau. Đấy, như nãy tôi nói các bạn có khả năng phân biệt. Doanh nghiệp nhà nước thì đó vốn của nhà nước. Doanh nghiệp cổ phần thì đó là do các cổ đông đóng góp. Nếu mà doanh nghiệp tư nhân thì đó do là tư nhân bỏ ra. Những doanh nghiệp liên doanh thì đó do cái vốn góp từ bên đối tác Việt Nam với cả đối tác nước ngoài. Đấy, thế còn cái 100% vốn nước ngoài thì đó là cái vốn ban đầu đó là do các cái cá nhân tổ chức nước ngoài người ta mang vốn vào Việt Nam để ta thành lập cái công ty. Đấy. Thế ngoài cái nguồn vốn ban đầu thì tùy theo cái loại hình công ty mà được hình thành. Thế trong quá trình hoạt động kinh doanh thì công ty có được quyền là bổ sung vốn, theo cái theo hàng năm của mình. Thế thì nguồn vốn bổ sung thì bao gồm có bổ sung từ lợi nhuận, hoặc là nguồn vốn bổ sung hay là tài trợ từ bên ngoài, rồi là nguồn vốn kêu gọi thêm cái vốn cổ phần. Nguồn vốn bổ sung từ bên ngoài có thể là doanh nghiệp đi vay ngân hàng, hoặc là kêu gọi các cái nguồn tài trợ từ bên ngoài. Đấy, thế còn cái nguồn vốn kêu gọi thêm vốn cổ phần ấy, thì đó là chúng ta phát hành thêm các cái cổ phiếu, cổ phiếu để huy động vốn. Như vậy trong cái thuật ngữ chuyên môn, cái nguồn vốn mà được quyền quản lý sử dụng lâu dài thì người ta gọi là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Cái nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể sử dụng ổn định và lâu dài tại doanh nghiệp, thậm chí là gắn liền với sự tồn tại của doanh nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp 20 năm hay 40 năm thì cái nguồn vốn này là doanh nghiệp được sử dụng ổn định lâu dài do doanh nghiệp tạo lên ban đầu, thì đó người ta gọi là nguồn vốn chủ sở hữu. Hay là người ta còn gọi là nguồn vốn sở hữu chủ, sở hữu chủ nghĩa là được quyền quản lý sự lâu dài của cái doanh nghiệp, của công ty đó, người ta gọi là cái nguồn vốn chủ sở hữu. Đấy, vốn chủ sở hữu. Thế thì khác với nguồn vốn chủ sở hữu đó là cái nguồn vốn mà người ta gọi là nguồn vốn đi vay, nguồn vốn vay mượn. Vay mượn thì có rất nhiều cái hình thức vay mượn. Vay mượn là vay ngân hàng, vay mượn dưới hình thức là phát hành các cái trái phiếu công ty, cái corporate bond ấy, trái phiếu công ty, hay là vay mượn dưới hình thức là mua chịu hàng hóa, mua chịu hàng hóa, hay chịu những cái khoản dịch vụ, chịu một số các cái khoản dịch vụ, hay là mua chịu, nhận chịu đấy, rồi thanh toán sau đấy. Thì đó người ta gọi là cái nguồn vốn khác, vay và cái nguồn vốn khác. Thì như vậy chúng ta thấy một vấn đề là doanh nghiệp tạo lập nguồn vốn bằng cái nguồn vốn chủ sở hữu ban đầu, rồi nguồn vốn vay, vay. Ngoài ra thì doanh nghiệp còn có thể sử dụng các cái nguồn vốn khác nữa, người ta gọi là cái nguồn vốn mà có thể chiếm dụng tạm thời được từ các cái cá nhân, các cái tổ chức bên trong, bên ngoài doanh nghiệp.
Trước đây người ta sử dụng cái nguồn vốn này gọi là nguồn vốn coi như tự có, nhưng mà thực tế ra bây giờ người ta gọi là cái nguồn vốn chiếm dụng. Chiếm dụng nhưng mà chiếm dụng đây chiếm dụng hợp pháp đó các bạn. Tôi lấy ví dụ như là thuế đó, thì các bạn một quý các bạn mới nộp hoặc là một tháng các bạn mới nộp, nhưng mà trong quá trình tiêu thụ sản phẩm nó liên quan tới thuế thì các bạn đã tích lũy cái khoản đó rồi tại cái công ty của các bạn đấy. Hoặc là cái khấu hao tài sản cố định của công ty thì không phải là cứ khấu hao ra một cái là có tiền cái quỹ đó cái mình mua sắm máy móc thiết bị liền, mà không, mình được sử dụng lâu dài tới khi nào mà cái máy móc thiết bị nó hư hỏng thì người ta mới thay thế. Thay thế lúc đó cái nguồn vốn quỹ khấu hao mới sử dụng. Thế đó, cái nguồn vốn đó người ta gọi là cái nguồn vốn chiếm dụng tạm thời, nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp. Hoặc là tôi nói cái tiền lương của cái người lao động cũng vậy, khi tiêu thụ sản phẩm ta thiết lập cái quỹ lương, thế nhưng mà chúng ta trả lương cho người lao động là phải là ngày 15 của tháng hoặc là ngày 1 của tháng, thì trong suốt cái thời gian mà chúng ta chưa trả lương đó thì công ty có thể là sử dụng huy động cái nguồn vốn đó vào cái hoạt động kinh doanh, thì đó người ta gọi là những cái khoản nguồn vốn chiếm dụng coi như là tạm thời, chiếm dụng hợp pháp. Nhưng nếu mà sử dụng nguồn vốn này thì các bạn lưu ý ở cái chỗ khả năng hoàn vốn, nếu chúng ta sử dụng như nào phải tiết kiệm có hiệu quả, và tới cái thời điểm mà chúng ta hoàn trả, như tới cái điểm nộp thuế thì các bạn phải có tiền để các bạn trả, hoặc là tới cái kỳ trả lương thì các bạn phải có tiền để các bạn trả lương, đúng không các bạn? Đấy, hoặc là tới cái kỳ mà các bạn mua đổi mới cái máy móc thiết bị, nâng cấp cái công nghệ, vân vân, thì các bạn phải có nguồn. Chứ nếu chúng ta sử dụng mà lãng phí kém hiệu quả, không có khả năng hoàn vốn thì khó có thể mà tái tạo lại tài sản cố định. Nhất là cái vấn đề chiếm dụng vốn của người lao động, về cái trả lương mà tới kỳ mà không trả là có vấn đề này. Các bạn đi làm lương mà trễ mà ngày 2 ngày thôi, các bạn thấy thế nào này? Đấy, cuộc sống của người ta đây là. Sau này các bạn nếu là cương vị lãnh đạo thì các bạn cũng phải hiểu cái vấn đề này. Ví dụ cái ngày phát lương là ngày 1 thì đúng ngày 1 các bạn phải đưa vào tài khoản lương của người ta, không để người ta chi tiêu. Tới ngày 30 chẳng hạn thì phải có lương trong tài khoản, trong ATM để nó rút ra để sử dụng. Người ta làm cả tháng trời mà ngày đó mà biểu trả lương mới của người ta không có, người ta trả thì đó là hết sức ảnh hưởng tới cái tâm lý của người lao động, vân vân. Thì đây tôi muốn nói tới các bạn là cái nguồn vốn có thể là tạm thời chiếm dụng, chiếm dụng này, người ta gọi là cái nguồn vốn khác, nguồn vốn khác, các khoản phải trả chưa đến hạn trả, rồi các khoản nợ thuế hay là nộp thuế chưa đến đến hạn nộp, thế rồi các khoản là lương rồi thưởng rồi bảo hiểm người lao động chưa tới cái thời điểm chúng ta phải phải chi trả, thì doanh nghiệp cũng phải cũng được quyền coi như là chiếm dụng để đưa vào cái hoạt động kinh doanh. Và tôi vẫn lưu ý các bạn là phải đảm bảo cái hiệu quả và khả năng hoàn vốn, hiệu quả và cái khả năng hoàn vốn. Thì đó là tôi muốn giới thiệu các bạn rất là tóm lược về cái tài sản, về cái nguồn vốn hay gọi là sử dụng vốn của công ty và cái nguồn vốn của công ty của doanh nghiệp nó được tạo lập như thế nào, tạo lập như thế nào bằng cái nguồn vốn ban đầu, bằng nguồn vốn bổ sung, bằng cái nguồn vốn khác, nguồn vốn khác. Đấy. Thế sau này các bạn nghiên cứu cái bài tập của các bạn ấy thì các bạn cũng phải cụ thể, ví dụ như là công ty FPT người ta tạo lập nguồn vốn ban đầu là gì, thế rồi nguồn vốn bổ sung lợi nhuận hàng năm là bao nhiêu ở năm 2007, 2008, 2009, thế rồi nguồn vốn vay, nguồn vay vay ngân hàng, vay dưới hình thức phát hành trái phiếu công ty, hoặc là vay từ bằng cái việc là phát hành trái phiếu công ty, hoặc là các khoản chiếm dụng hợp pháp, ví dụ như nợ thuế, nợ lương, vân vân, bảo hiểm, vân vân. Đấy, thì các bạn có những con số cụ thể, con số cụ thể, và các bạn cũng có thể là xem xét về cái cơ cấu cái nguồn vốn đó, xem là nguồn vốn chủ sở hữu nó chiếm tỷ trọng lớn hay là cái nợ chiếm tỷ trọng lớn. Một cái doanh nghiệp mà hoạt động ổn định phải là cái nguồn vốn chủ sở hữu, phải là cái nguồn vốn chủ sở hữu. Một cái doanh nghiệp mà có cái độ an toàn khi các bạn đầu tư vào phải là cái vốn chủ sở hữu nó lớn, chiếm tỷ trọng lớn. Thế còn đối với một doanh nghiệp mà cái tỷ lệ mà vay nợ cao á, thì các bạn đầu tư vào đó sẽ rất là rủi ro. Thế đó người ta gọi là cái hệ số nợ hay tỷ số nợ tại một công ty. Tương tự như là cái tài sản cũng vậy, thì các bạn cũng phải đánh giá xem xét là cái tài sản cố định, tài sản cố định, rồi cái tài sản lưu động, rồi cái cấu trúc về cái tài sản cố định với tài sản lưu động nó có phù hợp với cả
cái điều kiện kinh doanh và cái lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của mình hay không, à, rồi cái vấn đề đầu tư tài chính trong tổng cái tài sản là nó chiếm tỷ trọng như thế nào, cái lợi ích mang lại bao nhiêu, vân vân. Thế nguyên trong cái tài sản là máy móc thiết bị thôi thì các bạn cũng phải xem là cái máy móc thiết bị mà thường xuyên sử dụng, à, đến cái công suất thiết kế hay đến công suất kỹ thuật là bao nhiêu phần trăm. Thế còn cái loại mà sử dụng tài sản mà không đạt tới cái công suất thiết kế, rồi sử dụng tài sản lãng phí hay là cái thời gian mà ngừng hoạt động bao nhiêu đó, thì đó là cái khả năng mà nhận được đánh giá, phân tích, quản lý của từng bạn hay từng người. Đấy thì cái về cái tài sản và nguồn vốn thì tôi cũng lưu ý các bạn chúng ta sẽ chuẩn bị nghiên cứu với cái tinh thần là như vậy. À, một vấn đề tiếp theo tôi muốn nói các bạn liên quan tới tài chính doanh nghiệp, đó liên quan tới cái doanh thu, liên quan tới chi phí của doanh nghiệp, doanh thu chi phí của doanh nghiệp. Thế thì thông thường một cái doanh nghiệp á, thì nó có những khoản doanh thu nào, rồi là chi phí thì chi phí những khoản chi phí nào, và nếu như sau này các bạn hay là hiện tại các bạn ai mà làm cán bộ phòng kế toán tài chính ấy, thì các bạn rất rành cái vấn đề này. Hàng năm bên cơ quan thuế, bên cơ quan tài chính, người ta vào công ty các bạn hỏi là nào, bây giờ năm nay đó các ông chí thì xem là những khoản thu nào, thu nào là hợp lý, thế rồi những khoản chi nào chi hợp lý, các bạn biết để làm gì không? Để xác định cái kết quả tài chính trong một năm của các bạn, để từ đó mà làm nghĩa vụ đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước. Đấy. Nếu các bạn mà có những khoản thu hợp lý và những khoản chi hợp lý, những cái khoản chi nào không hợp lý sẽ bị loại ra. Đấy, để xác định cái kết quả tài chính nó chính xác, đúng không? Để trên cơ sở đó mà đóng góp là cái thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước cho nó phù hợp. Đấy, thì nếu các bạn nào mà đã làm công tác tài chính, làm công tác tài chính tại doanh nghiệp thì cái vấn đề này rất là thường xuyên, Thế thì cái doanh thu của doanh nghiệp thì nó bao gồm những cái doanh thu nào, chi phí của doanh nghiệp bao gồm những cái khoản chi phí nào, như là chi phí nào, và những cái khoản chi phí nào là chi phí hợp lý, những khoản chi phí nào là chi phí là không hợp lý, từ đó chúng ta xác định cái kết quả kinh doanh cho nó phù hợp. Về chi phí đó thì các bạn thấy là luôn luôn tại một cái doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tạo ra những sản phẩm hàng hóa dịch vụ, thì bao giờ nó có các khoản chi phí, mà chi phí đó liên quan tới quá trình sản xuất, người ta gọi là chi phí sản xuất. Đây là những cái khoản mà chi phí mà mang chất là trực tiếp ấy, liên quan tới cái sản phẩm, ví dụ như là nguyên vật liệu, liên quan tới chế tạo ra cái sản phẩm, thế rồi là liên quan tới cái nhân công để mà sức lao động cùng với nguyên nhân vật liệu tạo ra một cái sản phẩm, rồi cái chi phí chung, cái chi phí quản lý phân xưởng hay chi phí quản lý xí nghiệp hay chi phí về quản lý về tiêu thụ sản phẩm, vân vân, tất cả cái đó người ta gọi là các cái khoản chi phí chung. Đấy. Thế như vậy là trong cái chi phí sản xuất thì tại cái công ty, tại các cái doanh nghiệp thì nó có cái chi phí trực tiếp ở đây đó là chi phí về nguyên nhân vật liệu trực tiếp, liên quan tới sản phẩm, rồi cái chi phí về nhân công, chi phí trả cho người lao động, về lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động, những người lao động này là những người lao động trực tiếp. Bên cạnh đó thì có những khoản chi phí chung, ví dụ như lương của nhân viên quản lý, rồi máy móc thiết bị, hao mòn máy móc thiết bị của nhân viên quản lý, hay là điện nước phục vụ quản lý, rồi các khoản chi phí hành chính liên quan tới quản lý. Thì tất cả những chi phí này nó liên quan tới nhiều sản phẩm, chính vì người ta gọi là cái chi phí chung, và trong một sản phẩm bao giờ nó có bao gồm các khoản chi phí trực tiếp và bên cạnh nó có cả cái chi phí gián tiếp hay gọi là chi phí chung, Chi phí quản lý và tiêu thụ sản phẩm thì bao gồm có chi phí bán hàng, chi phí quản lý và điều hành kinh doanh, chi phí quảng cáo giới thiệu sản phẩm. Đấy, thì đây là những khoản chi phí người ta gọi là chi phí quản lý và tiêu thụ sản phẩm, và những khoản chi phí này nó liên quan tới toàn bộ cái số lượng sản phẩm tiêu thụ. Thế chính vậy mà nó chỉ tính toán, nó xác định cho những cái sản phẩm tiêu thụ trong năm hay trong kỳ mà thôi. Đấy, thì các bạn nó lưu ý cho, nghĩa là các cái khoản chi phí này nó liên quan tới sản phẩm tiêu thụ, chắc chắn là nó sẽ không có liên quan tới sản phẩm mà đang nằm trong kho chưa tiêu thụ. Đấy, thì các bạn lưu ý nó là như vậy. Đấy.
Thì về mặt lý luận là nó là như vậy, trong thực tế nó cũng là như vậy thôi. Và nếu như các bạn là cán bộ phòng tài chính kế toán của doanh nghiệp thì các bạn sẽ thấy rất rõ cái điều này. Trong cái doanh nghiệp thì nó liên quan tới cái giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm đây là toàn bộ các cái chi phí và liên quan tới cái sản phẩm đó. Có cái giá thành sản phẩm thì các bạn mới có thể lấy cái doanh thu, các bạn trừ đi các cái khoản chi phí này thì các bạn mới thấy ra là cái kết quả kinh doanh của mình cho các sản phẩm tiêu thụ. Đấy, thế đây người ta gọi là giá thành sản phẩm. Thì bao gồm các cái chi phí trực tiếp, các chi phí gián tiếp liên quan tới sản phẩm, nhưng lưu ý là sản phẩm tiêu thụ. Và cái giá thành sản phẩm này cũng tính cho sản phẩm tiêu thụ và các cái chi phí mang cái tính hợp lý liên quan đến sản phẩm, quảng cáo rồi giới thiệu rồi chiết khấu gì đó vân vân, tất cả đấy thì người ta gọi là cái giá thành của cái sản phẩm của doanh nghiệp. Thì liên quan tới vấn đề này thì các bạn thấy là cái chi phí mà các bạn sẽ nghiên cứu tại một cái doanh nghiệp cụ thể là bao gồm những chi phí nào, chi phí nguyên nhân vật liệu là bao nhiêu, rồi chi phí nhân công là bao nhiêu, rồi chi phí về quản lý phục vụ là bao nhiêu. Thế rồi trong cái bảng tính giá thành của sản phẩm công ty đó thì nó bao gồm những cái khoản chi phí nào, chi phí trực tiếp liên quan tới sản phẩm, rồi các cái khoản chi phí phân bổ cho cái sản phẩm đó. Đấy, thì vấn đề lý luận tôi trình bày vấn đề cho các bạn như vậy thì ở ngoài thực tế nó cũng vậy thôi các bạn, không có khác, không khác. Đấy, các bạn lấy thông tin số liệu từ doanh nghiệp thì các bạn sẽ thấy là cái giá thành sản phẩm, các bạn sẽ thấy là cái phân bổ các cái khoản chi phí chung, chi phí quản lý đó vào cái sản phẩm đó như thế nào. Để làm rõ vấn đề này thì các bạn đọc cái bản thuyết minh cái báo cáo tài chính ấy. Thuyết minh cái báo cáo tài chính ấy, cái financial statement ấy, thì cái hệ thống báo cáo tài chính của mình thì bao gồm có 4 cái báo cáo tài chính. Tôi đọc đó là cái thứ nhất là cái bảng cân đối kế toán, cái balance sheet. Cái thứ hai nữa là cái báo cáo cái kết quả hoạt động kinh doanh, profit and income đấy. Và cái thứ ba nữa cái cash flow, cái lưu chuyển tiền tệ. Dòng tiền vào dòng tiền ra trong một năm. Và cái thứ tư nữa đó là cái financial statement, đó là cái thuyết minh cái báo cáo tài chính. Trong cái thuyết minh báo cáo tài chính này người ta nói cái gì? Thứ nhất là cái hạch toán ghi chép phản ánh của công ty nó là theo cái hình thức nào. Đấy. Thế rồi cái khấu hao mòn tài sản cố định nó được tính là sao và phân bổ như thế nào. Đó. Thế rồi cái bộ phận quản lý đó, điện, nước, rồi lương của những nhà quản lý đã được phân bổ theo sản phẩm là như thế nào. Đấy. Thế rồi các khoản chi phí được lễ tân, rồi khánh tiết, rồi chi phí thưởng thức gì đó tính cho phân bổ sản phẩm như thế nào thì trong cái financial statement của cái doanh nghiệp người ta cho các bạn biết những cái thông tin đó. Thế do đó chúng ta khi chúng ta làm cán bộ tài chính hay chúng ta nghiên cứu cụ thể về công ty thì chúng ta cũng lưu ý đọc cái bản thuyết minh tài chính này một chút để chúng ta hiểu rõ hơn về cái tài chính của doanh nghiệp. Đấy, tài chính của doanh nghiệp. Đấy, thế thì chúng ở trong bản thuyết minh này nó cũng nói là cái tài sản cố định là những tài sản nào, thế rồi cái tài sản cố định hữu hình và vô hình là những cái tài sản nào, thế rồi cái chuyển dịch vào trong giá thành sản phẩm là bao nhiêu, tính theo phương pháp nào vân vân, phân bổ theo cái giờ máy chạy, phân bổ theo sản phẩm làm ra hay là phân bổ theo tiền lương của công nhân sản xuất trực tiếp, thì nói chung là nó có rất nhiều vấn đề thì các bạn có thể tham khảo thêm. Đấy. Thì đó tôi muốn nói tới cái giá thành sản phẩm, ở đây nói tới cái giá thành sản phẩm tiêu thụ. Cái doanh thu của doanh nghiệp ấy, thì nó bao gồm là doanh thu từ cái hoạt động kinh doanh chính. Đó chủ yếu là các cái doanh thu về tiêu thụ cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Đây. Doanh thu từ tiêu thụ các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ đó người ta gọi là cái doanh thu hay là cái thu nhập chính của cái doanh nghiệp. Và cái doanh nghiệp nào cũng có cái khoản doanh thu này. Và cái doanh thu này nó chiếm tỷ trọng lớn. Và nó được phản ánh từ các cái hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Nó phản ánh là cái số lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ nhân cho cái đơn giá bán.
thì nó phản ánh toàn bộ cái doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Thì cái doanh thu này ta gọi là doanh thu từ cái hoạt động kinh doanh chính. Thế ngoài cái hoạt động kinh doanh chính thì doanh nghiệp còn có một cái khoản thu nhập hay doanh thu đó, người ta gọi là doanh thu từ cái hoạt động đầu tư tài chính. Như nãy tôi nói hoạt động đầu tư tài chính đó là các bạn đầu tư vào trái phiếu chính phủ, các bạn được hưởng lãi suất của trái phiếu chính phủ. Đấy. Doanh thu từ cái các bạn mua cổ phiếu thì các bạn sẽ được hưởng cổ tức hàng năm. Đấy. Rồi các bạn liên doanh ra bên ngoài công ty, hùn vốn liên doanh ngoài công ty thì các bạn sẽ được hưởng cái lợi ích từ cái liên doanh hùn vốn ra ngoài công ty. Thì tất cả đó người ta gọi là cái thu nhập từ đầu tư tài chính. À, đầu tư tài chính. Một cái loại thu nhập thứ ba, doanh thu thứ ba người ta gọi là doanh thu từ hoạt động khác. Ví dụ thanh lý nhượng bán tài sản. Các bạn bán các cái phế liệu phế thải thải ra trong hoạt động kinh doanh. Thế rồi các cái khoản nợ vắng chủ. Khoản nợ vắng chủ nghĩa là trong sổ sách phản ánh là mình là nợ người ta, nhưng mà cái người nợ người ta đi đâu mất, nó không có nhận cái nợ của mình. Đấy. Thế đó người ta gọi là những cái khoản doanh thu khác. Không biết là cơ quan các bạn có những khoản này chắc các bạn mừng lắm ạ. À. Đó là những cái khoản mà mình nợ người ta nhưng mà người ta lại không có đòi mình, hay người ta quên mất hay sao. Hoặc là người ta đi đâu đó người ta không có đòi này mà đòi mình, thì đó người ta gọi là những cái khoản nợ vắng chủ. À, vắng chủ. Nên là khoản nợ mình nợ người ta nhưng người ta không có đòi mình. Đấy. Đấy, thì cái đó người ta gọi là các cái doanh thu khác, à, doanh thu khác. À, đấy. Và cái vấn đề cuối cùng tôi muốn nói với các bạn trong cái tài chính doanh nghiệp đó là cái lợi nhuận và cái phân phối lợi nhuận đạt được của doanh nghiệp như thế nào. Đấy. Thế thì tùy theo cái loại hình doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì cái phân phối cái lợi nhuận này, kết quả tài chính đạt được là theo cái của nhà nước. Thế còn đối với cái công ty cổ phần thì chắc chắn là phải theo cái đại hội đồng cổ đông, à, theo cái bản điều lệ công ty. Thế còn nếu mà doanh nghiệp liên doanh thì phân phối cái lợi ích này là phải theo cái hợp đồng liên doanh. Đấy. Thế còn đối với cái doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì cái phân phối lợi nhuận này phải theo cái doanh nghiệp thuộc cái loại hình đầu tư nước ngoài. Đấy. Thế thì mỗi cái loại hình doanh nghiệp thì chúng ta có một cái cơ chế phân phối lợi nhuận riêng. À, riêng. Thế đây tôi muốn nói cho các bạn về cái chung thôi. À, cái chung. Thế thì khi các bạn có cái doanh thu đó thì kết quả tài chính được xác định như thế nào? Thì doanh thu thì có cái doanh thu từ tiêu thụ cái sản phẩm hàng hóa đấy. Có cái doanh thu thuần hay gọi là thuần doanh thu đấy, là các bạn đã loại trừ đi các cái vấn đề như là giảm giá hàng bán, rồi là chiết khấu hàng bán, rồi là cái hàng bán bị trả lại. Thì cái doanh thu mà trừ đi những cái khoản giảm trừ đấy, như hồi nãy tôi nói đấy, ví dụ như là chiết khấu hàng bán, hay là giảm giá hàng bán, hay là hàng bán bị trả lại, thì sau khi các bạn trừ những khoản đó ra thì nó còn gọi là cái doanh thu thuần, hay gọi là thuần doanh thu. Thuần doanh thu. Và các bạn trừ đi các cái chi phí về bán hàng thì nó còn gọi là cái lãi từ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ, hay người ta còn gọi là cái lãi gộp. Đấy, ngay trên cái slide thì tôi nói các bạn là lấy một là doanh thu trừ đi hai trừ đi ba thì nó ra là cái lãi gộp. Đấy, lãi gộp, hay là lấy cái doanh thu thuần trừ đi chi phí hàng bán thì nó ra cái lãi gộp. Lãi gộp. Lãi từ cái hoạt động tài chính. Đấy. Các bạn cũng lấy cái thu từ đầu tư tài chính. À, thu ví dụ như lãi suất tiền gửi ngân hàng này, lãi suất trái phiếu, rồi là cái cổ tức được chia, rồi các bạn trừ đi các cái khoản chi phí mà liên quan đầu tư tài chính đó, thì cái đó người ta gọi là lãi từ cái đầu tư tài chính. À, lãi đầu tư tài chính. Nếu trong năm mà trong kỳ các bạn có một cái lãi khác nữa, như hồi nãy tôi nói đấy, ví dụ như thanh lý nhượng bán tài sản, hay là các cái thu nhập từ cái phế liệu phế thải gì đó, sau khi trừ đi các cái khoản chi phí thì nó còn gọi là cái lãi từ cái hoạt động khác, lãi khác. Và toàn bộ cái lãi mà từ cái lãi gộp, rồi lãi từ đầu tư tài chính, rồi lãi khác thì nó gọi là cái lãi trước thuế, gọi là cái lợi nhuận trước thuế, hay là chênh lệch giữa cái thu và cái chi đấy. Đây, nó gọi là cái lợi nhuận hay gọi là cái lãi trước thuế.
Và trên cơ sở cái tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp 28% thì chúng ta nhân với cái lãi đó thì xác định ra cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ cái lãi trước thuế trừ đi cái thuế thu nhập doanh nghiệp thì người ta gọi là cái lãi ròng, hay là gọi là cái lợi nhuận sau thuế. Lãi ròng là lợi nhuận sau thuế. Thì đây là cái kết quả tài chính của doanh nghiệp trong một năm hay trong một kỳ. Đấy, kết quả tài chính của doanh nghiệp trong một năm hay một kỳ. Thế thì kết quả này sẽ được phân phối như thế nào? Kết quả này được phân phối như thế nào thì các bạn có thể tham khảo về cái phân phối kết quả, phân phối kết quả tài chính của công ty, của doanh nghiệp. Doanh thu trang trải các khoản chi phí, nhưng mà lưu ý là chi phí hợp lý. Chi phí hợp lý. Như thế nào là chi phí hợp lý? Thì hiển nhiên là trong cái cơ chế tài chính của các bạn là khi thành lập công ty, các bạn phải nói đó là chi phí của công ty bao gồm những chi phí nào. Chi phí về hao mòn máy móc thiết bị, chi phí về nguyên nhiên vật liệu, chi phí về quản lý. Trong chi phí quản lý có chi phí điện, chi phí nước, chi phí về giấy mực, văn phòng phẩm, phẩm phí gì đó, vân vân. Thì các bạn phải đưa ra trong cái cơ chế tài chính của các bạn. Đấy, thế thì những cái gì trong cái cơ chế tài chính của các bạn phù hợp với cả cái cơ chế quản lý tài chính của Việt Nam mình thì đó là những chi phí hợp lý. Thế còn khác với các khoản chi phí do công ty của các bạn xây dựng ra, rồi khác với cả các cái chi phí mà theo luật định thì cái đó là những chi phí không hợp lý. Chi phí không hợp lý. Đấy. Thế thì khi mà thanh tra này, chính phủ này, rồi bên thanh tra thuế này, hay là bên kiểm toán này, thì chắc chắn là người ta sẽ loại trừ những cái khoản chi phí mà không hợp lý. Chi phí không hợp lý. Đấy. Sau khi trang trải các khoản chi phí hợp lý rồi thì cái phần tiếp theo đó là đóng góp nghĩa vụ cho nhà nước, đó là các khoản thuế và lệ phí. Mà thuế đây chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đây chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp, và phần còn lại đó người ta gọi là phần để lại doanh nghiệp. Thế thì để lại doanh nghiệp thì doanh nghiệp được hoàn toàn quyết định trong cái phần để lại này. Nếu mà doanh nghiệp nhà nước thì vấn đề để lại theo cái quy định của nhà nước. Nếu mà công ty cổ phần thì phần để lại công ty cổ phần thì nó chỉ có hai cái thôi. Cái thứ nhất ấy, các bạn biết là cái gì không? Đó là cái bổ sung vốn điều lệ của công ty cổ phần. Cái thứ hai nữa là cái phần chia cho các cổ đông. Đấy, nên chỉ có hai cái đó thôi. Đối với cái doanh nghiệp tư nhân ấy, thì phần để lại này thì nó hoàn toàn cho cái người tư nhân người ta quyết định cái vấn đề này. Thế còn công ty liên doanh thì phần để lại đây là phải theo đúng cái hợp đồng liên doanh. Thế còn cái công ty 100% vốn nước ngoài thì cái phần để lại này cũng phải theo đúng cái quy định. Theo đúng quy định. Đấy thì nhưng mà ở đây tôi muốn nói cái dạng mà phổ biến nhất đó là công ty cổ phần. Thế cái phần mà để lại đó thì làm những cái gì? Thì thứ nhất đó là thiết lập cái quỹ dự trữ bổ sung cái vốn điều lệ. Đấy, bổ sung vốn điều lệ, nghĩa thiết lập một cái quỹ bổ sung vốn điều lệ để khi nào mà chúng ta muốn tăng cái quy mô hoạt động kinh doanh thì chúng ta xin điều chỉnh với sở kế hoạch đầu tư với các cơ quan ban ngành, đó là chúng ta nâng cái vốn điều lệ, ví dụ như từ 18 tỷ lên tới là 24 tỷ chẳng hạn, hay là 180 tỷ lên tới 200 tỷ chẳng hạn, thì chúng ta phải có một cái nguồn nguồn đó là nguồn lợi nhuận để lại hàng năm để bổ sung vốn. Thì đó người ta gọi là cái quỹ thứ nhất. Quỹ thứ hai là đó là để chia cho các cái cổ đông ưu đãi. Thì cổ đông ưu đãi các bạn hiểu, hay là cổ phiếu ưu đãi, cổ phần ưu đãi đấy, đây là những cái cổ phần đặc biệt. Và cái cổ phần này sẽ chỉ có được những là cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, hay là cái cổ đông chiến lược. Đây thì đây là những cái người mà người ta nắm giữ cái cổ phần đặc biệt. Thế chính vì vậy cái này là người ta được chia, chia có thể là chia cố định, có thể là chia tích lũy. Tích lũy, ví dụ như là cái năm lỗ thông thường là không được chia cổ tức đâu, nhưng mà đối với cổ đông ưu đãi đấy, thì cái năm lỗ vẫn được tính, nhưng mà tính ghi nợ tới khi năm lãi cái là người ta được chia. Đó người ta gọi là cái cổ đông cổ tức tích lũy, chỉ dành cho các cái cổ đông ưu đãi mà thôi. Và một cái vấn đề thứ ba nữa, đó là chia cho các cái cổ đông thường. Cổ đông thường ví dụ như là chúng ta này nắm giữ cổ phần cổ phiếu của công ty cổ phần đấy, thì chúng ta sẽ được chia, chia đó là cái cổ tức của cổ đông thường.
Và cái vấn đề chia cổ tức cổ đông thường là chính các bạn trong đại hội đồng cổ đông, các bạn giơ tay biểu quyết là năm nay chúng ta nên để lại bao nhiêu phần trăm cái lợi nhuận để lại và nên chia bao nhiêu phần trăm. À, thì hội đồng quản trị thông thường người ta đưa ra cái phương án chia cái cổ tức này, nhưng mà các bạn là những cổ đông tham gia thì các bạn cũng được là quyền để mà giơ tay biểu quyết. Mà các bạn biết rồi, cái loại hình công ty cổ phần là tất cả cái vấn đề gì mà biểu quyết ấy là phải đạt ít nhất là 51% ý kiến tán đồng. Mà cái biểu quyết trong đại hội đồng cổ đông không phải là giơ tay biểu quyết như là trong cái tổ chức công đoàn của các bạn, hay là giơ tay biểu quyết để mà bầu ban cán sự lớp với người đại diện lớp của bạn, không phải như thế. Một cánh tay bầu là một cái phiếu bầu, không phải. Đây là bầu theo cái vốn tham gia vào công ty. Ví dụ như là tôi tham gia 20% vốn vào công ty thì tôi giơ một cánh tay đồng ý lên, như và đó là phản ánh tinh thần ý chí của 20% cái vốn cổ phần. Đấy, các bạn hiểu cái biểu quyết trong cái đại hội đồng cổ đông nó là như vậy. Và trong cái công ty cổ phần ấy, thì cái vấn đề mà chia cổ tức ấy, là cũng biểu quyết như thế, 51% ý kiến tán đồng. À, hội đồng quản trị đưa ra là để lại 80% chia 20%, à, hoặc là phương án thứ hai để lại 60% chia 40% chia cổ tức ấy. Đấy. Rồi đề nghị bà con biểu quyết, à, không ý kiến nào mà 51% ý kiến tán đồng về cái nào, ví dụ 60-80 thì cái đó là phê chuẩn của cái đại hội đồng cổ đông. Đấy, thì tôi ở đây tôi muốn nói cho các bạn về cái công ty cổ phần nó có cái nét đặc biệt hay như vậy, từ cái chiến lược hoạt động kinh doanh cho tới cái doanh thu, cái chi phí, rồi cái để lại, rồi cái chia là do cái đại hội đồng cổ đông quyết định hết. Thế là đây, nếu mà các bạn là cổ đông của công ty ấy, thì các bạn cũng khi mà được mời dự đại hội đồng cổ đông thì các bạn cố gắng là đi để làm gì, để mà chúng ta biểu quyết theo cái tinh thần để đảm bảo vệ cái quyền lợi của chúng ta. À, bảo vệ quyền lợi chúng ta. Đấy. Thì đó là cái chuyên đề về cái công ty cổ phần, chuyên đề về cái tài chính doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần. Thế thì tóm lại cái chuyên đề này đó, thì chúng ta hiểu cái tài chính doanh nghiệp, đây là một cái đơn vị tài chính cơ sở, đây là cái đơn vị tài chính quan trọng. Quan trọng, đây là phản ánh cái nền tài chính thực của một quốc gia, cái lợi ích đạt được quốc gia nó từ cái chỗ này, từ cái chỗ này. Đấy, thì ở đây tôi muốn nói các bạn như vậy. Thế thì kết thúc chuyên đề này đó, thì các bạn phải nghiên cứu một cái tài chính của một công ty cụ thể, công ty cụ thể, công ty đó tên gì, địa chỉ nó ở đâu, logo biểu tượng nó thế nào, doanh thu, tài sản trước đó, tài sản qua các năm tăng giảm thế nào, trong đó tài sản cố định, tài sản lưu động là sao, bao nhiêu, rồi vấn đề đầu tư tài chính thế nào, liên quan tới nguồn vốn thì có nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, và cái tỷ lệ nó như thế nào, thế rồi doanh thu, rồi chi phí, rồi lợi nhuận đạt được ở các năm, lợi nhuận đạt được các năm. Thế thì các bạn phải hoàn tất cái đề tài đó. Thế thì hồi sáng tôi cũng đã gợi mở cho các bạn lựa chọn các công ty danh tiếng, danh tiếng, lựa chọn các cái công ty cổ phần, các thông tin nó được minh bạch và công bằng công khai, rồi các công ty niêm yết trên cái thị trường chứng khoán. Đấy, thì những cái thông tin đó thì đã được qua kiểm toán, thì các bạn có thể sử dụng các cái thông tin số liệu đó để mà làm tốt cái bài tập của mình. Thì đó là kết thúc cái chuyên đề về cái tài chính doanh nghiệp. Thì ở đây tôi muốn các bạn có những cái câu hỏi đặt lên sau cái phần trình bày này. Xin mời các bạn. Dạ, cho em hỏi thêm một chút là trong cái vốn của doanh nghiệp đó thầy. Vâng. Tài sản của định thì nó có tài sản của định hữu hình. Hữu hình và tài sản của định vô hình. Vâng. Nhưng mà ví dụ công ty em có một lô đất là giá trị 2 tỷ đồng thì em xếp vào là quyền sử dụng đất. Vâng. Giá trị quyền sử dụng đất là 2 tỷ. Vâng. Còn những cái gì nó thuộc về đất đai ạ? Cái gì được xếp vào cái mục đất đai này? Cái đấy là cái quyền sử dụng đất nha, nó riêng. Thế còn cái đất mà các bạn mua đó, rồi các cái công trình trên đất ấy, thì nó cũng thuộc về tài sản cố định luôn. Bạn hiểu ý không ạ? Đấy, người ta gọi hỏi thầy là cái mục đất đai này thì mình xếp đất
đất đai á, nếu như mà nó là cái đất mà do các bạn mua đó ha, nó là hiện hữu á, thì nó là cái tài sản cố định, và một số cái công trình trên đất thì nó cũng là thuộc tài sản cố định luôn. Nhưng mà còn cái giá trị quyền sử dụng đất ấy thì nó lại là tài sản cố định vô hình. Bạn hiểu ý không ạ? Giá trị để có được cái quyền sử dụng đất đó thì bạn phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Thì cái đó đó gọi là cái tài sản cố định hữu hình, à vô hình. Thế còn cái đất đai á, à nó có hiện hữu các bạn nhìn thấy đó, à cái lô đất đó các bạn mua, à mua rồi các cái công trình hàng rào xung quanh rồi nhà cửa xây dựng trên đó, thì cái đó nó là nó gắn với cái đất ấy, à thì đó là nó là tài sản hữu hình. À, bạn hiểu ý không ạ? Đấy. Vâng, còn cái gì nữa không bạn? Vâng, thế mời các bạn ở Cà Mau cũng như là các bạn ở Lâm Đồng. Rồi, nếu như các bạn không có vấn đề trao đổi thêm thì tôi tiếp tục đi qua một cái chuyên đề tiếp theo.